Chúa cùng anh chị em. Và cùng ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea trở về quê quán của David, gọi là Bethlehem, vì ông thuộc hoàng gia và là tôn thất David, để khai kiểm tra cùng với Maria, bà của ông, bà hiện đang mang thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó, thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ. Bấy giờ, trong biển đó, có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bóng có thiên thần Chúa hiện ra, đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, tức tin mừng cho toàn dân, là hôm nay Chúa Kitô, đấng cứu thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với thiên thần, có một số đông các đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa.